kinh văn như ngã tiên ngôn tâm tưởng thố vị khẩu trung diên sinh tâm tưởng đăng cao túc tâm toan khởi huyền nhai bất hữu thố vật vị lai nhữ thẻ tất phi hư vọng thông luân khẩu thủy như hà nhân đàm thố xuất việt dịch như trước đây như lai đã nói khi tâm tưởng đến vị chua thì trong miệng tiết ra nước bọt khi tâm tưởng đang leo cao thì lòng bàn chân cảm thấy giòn giận mà dốc cao chẳng có vị chua cũng không thấy thân thể của ông chẳng phải cùng lại với hư vọng tại sao khi nghe nói đến vị chua thì nước bọt trong miệng tiết ra giảng triết lý được giảng giải trong kinh thủ lăng nghiêm là vô cùng triệt để đó là điểm cao nhất của tất cả mọi thứ triết học là chân lý tối thượng nhưng dĩ nhiên chân lý tối thượng rốt giáo cũng chỉ là vọng tưởng kinh thủ lăng nghiêm này chân thật khi mô tả mọi hiện tượng một cách thực tế như vậy nhưng nguồn cội của hiện tượng ấy là đâu là vọng tưởng nguyên lý về sự xuất phát của mọi hiện tượng lạ rốt ráo, nhưng nguồn gốc của những nguyên lý ấy cũng từ vọng tưởng. Nếu vọng tưởng sinh khởi, thì nguyên lý ấy hiện hữu; nếu không vọng tưởng, thì nguyên lý ấy cũng không tồn tại. A nan, như tôi đã nói trước ông có còn nhớ trước đây tôi đã nói với ông chuyện gì sẽ xảy ra khi tâm ông tưởng đến vị chua ông nghĩ ồ giấm ấy thật là chua ồ quả mận này thật là chua chỉ cần cắn một miếng là tê cả răng ngay khi quý vị nghĩ về chuyện ấy thì trong miệng tiết ra nước bọt miệng tiết ra nước bọt để tiêu hóa thức ăn lúc này không phải là đói mà quý vị nghĩ đến vị chua người Trung Hoa có thành ngữ uống giấm là để cho những người hay ghen tức đố kỵ người khác làm tiết ra vị chua trong miệng quý vị. Khi ông tưởng mình đang leo lên dốc cao, trong lòng bàn chân cảm thấy giòn giận và trở nên yếu ớt. Quý vị có thể bị mất cân bằng và rơi từ bờ đá đến hẻm núi cả ngàn feet, một phút bằng 0,3048 m Quá nguy hiểm phải không? mà dốc cao cũng chẳng có, vị chua cũng không, núi cao thật ra không có ở đó. Quý vị chỉ tưởng tượng đến nó mà thôi, nhưng chỉ mới tưởng tượng thôi mà bàn chân đã thấy giòn giọn lên rồi. Trên đã nói miệng tiết ra nước bọt khi nghĩ đến mận chua, còn bây giờ chân cẳng đã có cảm giác giòn giọn khi nghĩ đến bờ dốc đá cao. Thế nào là lòng bàn chân quý vị có cảm giác giòn giọn? Tôi sẽ kể cho quý vị nghe. Đến đây có người sẽ nói, Hòa Thượng tôi cần phải giải thích điều này, con đã hiểu được rồi, con đã ngộ được đạo lý này rồi. Trước đây Hòa Thượng đã giảng về sự hỗ dụng của các giác quan, trong trường hợp này chắc chắn bàn chân cảm thấy chua vì nó có thể ăn được. Phải chăng sự thực là như thế hay sao? Tôi không tin vào sự ngộ giải của ông như trên, chẳng có một đạo lý nào như thế. Tôi không chấp nhận đạo lý như vậy vì nó chỉ là vọng tưởng bàn chân chẳng thể nào ăn được trong sáu căn hỗ dụng là mắt tai mũi lưỡi thân ý hoàn toàn không có bàn chân đó là lý do tại sao tôi tuyệt đối không thừa nhận kiến giải của ông mà ông gọi là khai ngộ ấy